Toyota Fortuner 2024 thế hệ mới sẽ được nâng cấp toàn diện từ trong ra ngoài, để tạo nên màn bứt phá trước các đối thủ như Hyundai Santa Fe và Ford Everest. Toyota Fortuner 2024 đã hé lộ một số hình ảnh trên Internet. Fortuner 2024 hoàn toàn mới cũng sẽ được nâng cấp về trang bị, động cơ để tăng sức cạnh tranh với Ford Everest và Hyundai Santa Fe. Dựa trên những hình ảnh rò rỉ, truyền thông Ấn Độ cho rằng mẫu xe ô tô Toyota Fortuner thế hệ mới cũng sẽ có kiểu dáng cơ bắp hơn và đây sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn so với phiên bản hiện hành. Ở thế hệ thứ 3, mẫu xe đối thủ của Ford Everest và Hyundai Santa Fe cũng được cho là sẽ có mặt trước hầm hố, mui xe nổi bật hơn với các đường cắt và nếp gấp. Phần lưới tản nhiệt hình bát giác với các chi tiết tổ ong màu đen, đèn pha sắc cạnh với dải đèn LED chạy ban ngày khá nhỏ, dải đèn LED nằm ngang đặc trưng chạy bên dưới huy hiệu Toyota, cản xe sắc cạnh với tấm trượt phía trước táo bạo, vòm bánh xe loe, sơn đen nóc xe, gương cánh, tay nắm cửa và cột chống là những điểm nổi bật khác không thể không nhắc tới trên Toyota Fortuner 2024 mới. Xe ô tô Toyota Fortuner 2024 sắp chỉnh làng, trong thời gian tới được đồn đoán sẽ có một tùy chọn động cơ hybrid diesel để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt phổ biến trên toàn cầu. Đây sẽ là cơ sở để giúp Toyota Fortuner công phá nhiều thị trường, qua đó tăng áp lực lên Ford Everest và Hyundai Santa Fe. Toyota Fortuner 2024 nhiều khả năng sẽ sử dụng nền tảng TNGAF, mẫu SUV 7 chỗ này sẽ có nội thất được thiết kế lại hoàn toàn, và danh sách các tính năng cũng sẽ cao cấp hơn. Toyota Fortuner thế hệ hiện tại đang lấn lướt các đối thủ Ford Everest và Hyundai Santa Fe để dẫn đầu trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Ấn Độ, và buổi ra mắt toàn cầu của thế hệ Fortuner mới có thể diễn ra vào khoảng năm 2024.